Chào mừng các bạn đã quay trở lại và mình là Tony Phùng đây. Samsung Galaxy Z Fold 4 và iPhone 14 Pro thì nó đang là hai chiếc điện thoại mà mình đang sử dụng hàng ngày cho những công việc của bản thân liên quan đến tiền, liên quan đến social, liên quan đến rất nhiều thứ. Và nếu như các bạn để ý thấy thì gần như chúng ta đã không còn có những video so sánh giữa những chiếc điện thoại của Samsung và của nhà Apple iPhone nữa rồi. Bởi vì rõ ràng là nó không cùng một cái hệ cứu chiếu. Sắp tới đây khi mà Samsung ra mắt Galaxy S23 series á, thì lúc đấy có thể nếu như mà mang ra so sánh á, thì nó mới hợp lý với những chiếc như iPhone 14 Pro hay là iPhone 14 Pro Max mà thôi. Chứ còn so sánh một cái điện thoại màn hình gập với cả một cái điện thoại thông thường thì mình cứ thấy là nó sai trái rất nhiều luôn. Cho dù có thể nhìn vào cái mức giá của nó, iPhone 14 Pro Max cũng đang có cái mức giá tương đương với cả con Galaxy Z Fold 4 sau khi trừ hết những ưu đãi hấp dẫn đi. Các bạn có thể tham khảo tại Hoàng Mobile, các bạn sẽ thấy Galaxy Z Fold 4 bây giờ chỉ loanh quanh đâu đó tầm khoảng 34-35 triệu. Trong khi đó với iPhone 14 Pro Max, nếu như các bạn mua cái phiên bản màu đặc biệt tí như kiểu màu tím á, thì nó cũng phải cỡ tầm 34 triệu. Đó, mà đấy nó còn chỉ là phiên bản 128GB thôi. Chứ lên phiên bản 256GB giống như con Galaxy Z Fold 4 này thì mức giá còn phải cao thêm vài củ nữa. Đấy, nên rõ ràng là nó cùng một cái tầm giá nhưng khác dòng sản phẩm nên là ok, không so sánh. Trong video ngày hôm nay thì mình muốn chia sẻ đến cho các bạn về một cái yếu tố. Đó là khi dùng song song cả hai chiếc điện thoại này thì mình thấy thật sự là thay vì cái việc mà Samsung với cái Apple đang cố gắng cạnh tranh nhau và ganh đua với nhau, so sánh với nhau các thứ này nọ lọ chai, thì dường như họ đang bổ sung cho nhau rất nhiều trải nghiệm mà mình dùng một cái từ đấy là nó cực sướng nếu như các bạn dùng cả đôi. Và sướng những cái thứ gì thì nghe mình giải thích một cái kỹ hơn nhé. Let's go! Đầu tiên thì mình cứ phải nói luôn cái sướng rõ ràng nhất các bạn có thể thấy là chúng ta đang được sử dụng cả hai cái nền tảng, dùng cả iOS, dùng cả Android. Và Android này không phải là Android theo kiểu thông thường nữa, mà nó là Android trên một chiếc điện thoại màn hình gập. Tức là nếu như chúng ta cần, chúng ta có một cái màn hình rất lớn để hiển thị những cái nội dung bên trong này như kiểu là máy tính bảng, như lúc cần chúng ta có thể gập lại để sử dụng nó như một cái điện thoại thông thường hàng ngày. Và đấy, trên cùng một thiết bị chúng ta có hai cách sử dụng khác nhau, và đó là một cái trải nghiệm rất tuyệt vời trên một chiếc điện thoại màn hình gập, mà có lẽ là mình cũng không phải nhắc đến quá nhiều về những cái giá trị mà nó mang lại nữa. Ok, nên là yếu tố này, các bạn thích một cái điện thoại kiểu thông thường thì các bạn có thể gập lại dùng trên Galaxy Z Fold 4 để trải nghiệm Android. Và đương nhiên các bạn thích, chúng ta có thể mở rộng nó ra và chúng ta có một cái không gian hiển thị cực kỳ sướng, thứ mà iPhone không thể nào làm được ở thời điểm này. Tiếp theo nữa, bởi vì dùng cả hai cái nền tảng á, nên là cái hay cái dở của từng cái như thế nào các bạn có thể nhận ra được hết. Và thậm chí là các bạn có thể lựa chọn, đấy là chọn những cái trải nghiệm, những cái tính năng tốt nhất của cả hai thiết bị này để gắn vào đó là những cái trải nghiệm mà các bạn muốn. Đây mình lấy một cái ví dụ nhé. Ví dụ như là cái màn hình lớn trên con Galaxy Z Fold 4 như này sẽ rất tuyệt vời để các bạn đọc truyện này, đọc tài liệu này, đọc văn bản các thứ này, hay thậm chí là các bạn có thể chỉnh sửa nhanh một vài những cái liên quan đến công việc như là Word này, PowerPoint, Excel các thứ gì đó. Thì trên một cái màn hình lớn như này chắc chắn trải nghiệm của nó sẽ phê hơn rất nhiều so sánh một cái điện thoại màn hình nhỏ như là con iPhone 14 Pro, hay ngay cả là 14 Pro Max 6,7 inch thì nó vẫn bé hơn rất nhiều so sánh với cái màn hình lên tới gần 8 inch của con Galaxy Z Fold 4 này. Cái quan trọng nó còn là cái tỷ lệ màn hình nữa các bạn, chứ nó không phải chỉ đơn giản nó là cái kích thước của cái đường chéo, nó còn là tỷ lệ và cái tổng diện tích nữa. Ok, được rồi, hay là ví dụ trên iPhone thì chúng ta có gì, quay video cực kỳ sướng, edit hình ảnh, edit video cực kỳ sướng, hay là sử dụng với những ứng dụng mạng xã hội rất là ngon như là TikTok này, YouTube, Facebook các thứ, up story lúc nào cũng rất là nét, hay thậm chí là chỉnh sửa video bằng CapCut rồi up lên trên TikTok ấy, thì nó hỗ trợ luôn cả cái độ phân giải lên tới là 4K, trong khi đó với Android thì không hỗ trợ. Đó, chọn những cái tốt nhất ở cả hai sản phẩm để gắn vào đó là những cái tính năng mà các bạn mong muốn, những cái trải nghiệm mà các bạn muốn có. Đương nhiên là cái tầm flagship cao cấp như thế này thì tất cả những cái tính năng mà nó có trên cả hai cái điện thoại này đều thuộc dạng cực kỳ ngon, nhưng rõ ràng là có những cái thua so sánh với cái khác. Thì chúng ta đấy, khi dùng cả hai, các bạn có thể được chọn ra những cái tốt nhất để dùng cho nó sướng nhất. Ok, và bây giờ để nói một cách kỹ hơn ấy, thì các bạn nhìn này, Galaxy Z Fold 4, cái điểm cộng của nó chắc chắn đến từ cái phần màn hình gập này, dụng kích thước rất là lớn, trải nghiệm rất là sướng. Nhưng có một cái điểm cộng khác ạ, đó là cái yếu tố người ta dùng cái từ gọi là gì, thể hiện bản thân. Cái việc mà các bạn khoe một chiếc iPhone bây giờ nó không còn được
phê, hay là không còn được gọi là định hình về cái yếu tố gọi là sang chảnh như ngày xưa các bạn hay nói trên một chiếc iPhone nữa rồi. Tại vì iPhone bây giờ nhìn từ mặt lưng á, cái thiết kế cụm 3 camera thì nó cũng giống hệt so sánh với cả những cái thế hệ trước đây, có chăng là cụm camera của chúng ta nó to hơn chút xíu thôi. Và rõ ràng ở nhìn cái mặt lưng là cái mà người khác nhìn vào, nhìn lướt qua, các bạn sẽ không nhận ra được đây là iPhone 13 Pro Max hay là iPhone 13 Pro hay là 14 Pro hay 14 Pro Max đâu, tại vì nó cũng tương tự là như nhau. Nhưng mà nhìn sang một chiếc điện thoại màn hình gập, mình nói thật, để nhìn ra được đây là Galaxy Z Fold 3 hay đây là Galaxy Z Fold 4 ấy, thì nhiều người cũng không nhận ra được đâu. Chỉ cần nhìn vào cái phần làn lưng này là các bạn sẽ thấy, nhưng mà nhiều người cũng không nhận được ra. Nhưng cái mấu chốt ở chỗ là điện thoại màn hình gập bây giờ nó vẫn chưa thực sự là phổ biến. Và cho dù là Galaxy Z Fold 3 hay cho dù là Galaxy Z Fold 4 ấy, thì cái yếu tố gọi là định hình về việc các bạn là một cái dân chơi công nghệ, dám chi ra một số tiền rất là lớn để trải nghiệm những cái công nghệ mới, và nó thực sự nó tạo nên cái sự khác biệt. Bởi vì cái sản phẩm này trên thị trường bây giờ vẫn còn chưa quá nhiều người sử dụng và nó vẫn chưa thực sự phổ biến, nên là cái yếu tố gọi là kiểu thể hiện mình là một dân chơi công nghệ thì cầm trên tay con Galaxy Z Fold 4 này nó vẫn thể hiện bản thân hơn so sánh với cầm một chiếc iPhone vốn đã thực sự bây giờ bắt đầu rất là phổ biến rồi. Ok, cái tiếp theo đó là khi sử dụng cả hai sản phẩm này á, thì như mình đã nói, nó có những thứ nó bổ sung trải nghiệm cho nhau. Thế thì bổ sung ở đây nghĩa là gì? Như mình vừa nãy nói á, một cái màn hình lớn trên con Galaxy Z Fold 4 nó sẽ giúp các bạn có thể làm được rất nhiều thứ khi mà chúng ta cần phải nhìn vào một cái kích thước màn hình lớn, đọc tài liệu, đọc văn bản, chỉnh sửa các thứ này nọ lọ chai. Trong khi đó, với iPhone thì chúng ta lại bù lại được những cái thứ gì? Quay video, chụp hình, social các thứ rất là ngon. Hay điều đặc biệt nữa, các bạn biết là gì không? Đấy là nó tối ưu cho cái thời lượng sử dụng pin một cách rất là tốt. Có thể các bạn không tin đâu, nhưng pin của iPhone 14 Pro nó tốt hơn hẳn so sánh với Galaxy Z Fold 4. Và với cá nhân mình sử dụng thì Galaxy Z Fold 4 mình sử dụng vào những mục đích liên quan đến tiền, giao dịch ngân hàng này, lâu lâu đọc tài liệu, đọc kịch bản các thứ, hay là check lại những công việc theo cái list, và thêm một cái nữa đấy là check mail. Và những cái trải nghiệm đó thì Galaxy Z Fold 4 với cái màn hình lớn ở trong này nó rất sướng luôn. Và những cái thứ đó thì mình không sử dụng trên con iPhone. iPhone thì mình lại sử dụng vào những mục đích khác, như là mình vừa nói là liên quan đến social, và đặc biệt là mình chơi game nữa. Nhưng mà dạo này chơi game trên iOS 16 thì cũng khá là tệ, nên là mình cũng đang phải sử dụng thêm một cái điện thoại nữa luôn đấy các bạn. Rồi đấy cũng là một cái yếu tố mà các bạn có thể thấy nó bổ sung trải nghiệm cho nhau rất là nhiều. Và phải công nhận một điều là có những thứ Galaxy Z Fold 4 không thể nào làm được giống như là iPhone. Nó phụ thuộc vào yếu tố nền tảng, nó phụ thuộc vào yếu tố công nghệ, và nó phụ thuộc vào cái yếu tố trải nghiệm người sử dụng. Đây ví dụ như Galaxy Z Fold 4 pin khá là tệ này, không thể nào sử dụng tốt trong một ngày từ sáng đến tối muộn được. Hay là với cái màn hình kiểu vuông vuông như thế này, sử dụng trong một vài những ứng dụng nó sẽ bị hiển thị rất là tệ. Đây, ví dụ các bạn nhìn cái nội dung hiển thị giữa hai cái này, Lazada này, không nhìn thấy được cái logo sale cuối năm, trong khi đó với iPhone nó kéo thêm cả một cái hàng sản phẩm ở phía bên dưới nữa. Yếu tố này nó liên quan đến vấn đề gọi là tối ưu hóa về cái mặt hiển thị ứng dụng. Đương nhiên lúc này các bạn muốn ngon thì chúng ta gập nó lại để sử dụng nó như một cách bình thường, kiểu như vậy thôi. Thì thậm chí lúc này với cái tỷ lệ màn hình dài của cái màn hình bên ngoài thì Z Fold 4 hiển thị được còn nhiều cái nội dung hơn. Nhưng mà mua một cái điện thoại màn hình gập mà chỉ dụng cái ngoài như này thì nó cũng sai trái quá, đúng không? Hay liên quan đến yếu tố phía bên trong. Ví dụ như mình muốn chơi game chẳng hạn, mình nói thật là không có ai muốn chơi game trên cái màn hình bên trong này của con Galaxy Z Fold 4 đâu. Tại vì nó khá là nguy hiểm và nó cực kỳ dễ gây hỏng hóc cho cái màn hình này. Và đương nhiên những lúc như thế thì trải nghiệm trên một cái màn hình thông thường của con iPhone nó vẫn sướng hơn rất là nhiều. Ok chưa? Tóm lại mình nhận ra một điều sau một thời gian dài sử dụng, trước đây là Galaxy Z Fold 3 bên cạnh iPhone 13 Pro Max, bây giờ là Galaxy Z Fold 4 bên cạnh iPhone 14 Pro, thì rõ ràng là nó bù trừ trải nghiệm cho nhau rất là nhiều. Và thậm chí một cái màn hình lớn đi cùng một chiếc điện thoại màn hình vừa phải thì nó cũng là một cái combo thực sự quá tuyệt vời luôn. Vậy các bạn nghĩ sao về trải nghiệm mà cả hai chiếc điện thoại này mang lại? Và các bạn nghĩ sao về yếu tố mình đã nói, hai chiếc điện thoại này sinh ra là dành cho nhau? Các bạn nghĩ sao hãy để lại ý kiến ở comment phía bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video và đừng quên check giá tại Hoàng Mobile cho cả hai chiếc điện thoại này, giá cực kỳ tốt luôn nhé. Đường link sẽ phía bên dưới, mình sẽ ghi comment để các bạn theo dõi hơn. Còn bây giờ thì bye.